Rồi, chào bạn, trong hôm nay tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Rio 3.0 ha, để mình tách khuôn nha. Rồi thì cái sản phẩm này hướng dẫn các bạn tách sản phẩm này ha. Rồi, nay hướng dẫn các bạn tách thử khuôn của sản phẩm này. Đây. Ok, thì đây tôi có một sản phẩm như thế này, thì cái sản phẩm này nó khác sản phẩm của trước ha, nó phức tạp hơn. Các bạn thấy bên trong đây nó có những cái còn sản phẩm hôm trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn hai sản phẩm các bạn tách và có sử dụng một cái gọi là undercut rồi ha, thì đây nó cũng là một dạng của undercut. Nó có một dạng của undercut này, nó móc lại rồi, bạn thấy chưa? Rồi thì đối với những chi tiết dạng có undercut thì các bạn sẽ tách gần giống như bài hôm trước ha. Rồi rồi tôi tiến hành vào môi trường tách khuôn ha, như những cái bài trước thì chưa. Rồi tôi chọn manufacturing Montgomery, các bạn đặt tên ở đây ha, vô đây tôi đặt tên. Rồi ok, ở đây mình chọn đơn vị, ở bài này tôi chọn theo kiểu là milli mon. Ok rồi, tôi cũng tiến hành tôi đưa chi tiết vào ha. Rồi các bạn cũng làm giống như bài trước á, bài trước các bạn cũng làm giống như vậy. Các bạn vào đâu option trước khi đưa vô ha, các bạn cần visual editor. Ở đây có phần lúc này nè, phần kích vào ad ha, các bạn gõ thông số này vô. Bạn gõ enable ha. Rồi này về thì cài đặt cái thông số này với giá trị là z ha, tôi lấy theo cái tọa độ tuyệt đối của máy này. Ok chưa? Ok rồi, ở đây tôi ok luôn. Rồi để kiểm tra, các bạn vào đây mình kiểm tra lời này ha, các bạn coi các bạn có nhập chưa thì nó nằm ở đây, enable solution z, hiểu chưa? Rồi rồi tiến hành đưa chi tiết vào ha, kích vào đây nha, hồi mở open. Ok rồi, ví dụ bài trước thì tôi hướng dẫn các bạn bài mẹt ba reference rồi nè, xem model rồi nè. Ví dụ đây tôi chọn theo kiểu inherit ha, hiểu chưa? Ok rồi, nếu đây là single của bạn review, bạn coi thử trước một chi tiết ha, cái chiều này mình sẽ đảo lại sao, được chưa? Rồi nếu mình chọn thì kiểu rectangle thì giống như bài hôm trước ha. Rồi giờ đây các bạn muốn đổi trục lại thì bạn kích vào đây ha, reference model này, kích vào đây, được chưa? Rồi thì chọn thì kiểu ví dụ dynamic, dynamic thì dưới đây dynamic thì cho phép các bạn sao xoay thay đổi cái giá trị của cái trục ở đây ha. Các bạn có thể xoay này trục x, trục y, trục z này thì bạn xoay đi được. Rồi đây là cái tùy chọn về reference model, ví dụ rotate xoay này, di chuyển hoặc là cái gì, chuyển theo một trục ha, bây giờ theo một trục. Ví dụ đây các bạn chọn rotate, các bạn chọn trục y này. Bây giờ tôi gõ đây là -180 thì các bạn sẽ coi ha, cái nghĩa này tùy theo cách mình bố trí nữa. -180 ok rồi mình ok nè. Bây giờ các bạn review, bạn coi trước này ha, review đây nó sẽ đảo chiều lại ha, theo kiểu rectangle, mình thấy không? Tôi xoay cái trục y lúc nãy này, cái trục y á, cái này nó có trục y z này, xoay trục y đi -180 độ ha, để tôi bố trí chi tiết theo kiểu rectangle 22. Ở đây có khoảng cách thì giống bài trước thôi, các bạn hãy nhập lại giờ này đảo chiều lại, các bạn thấy ok rồi, thì giống như bài trước ha. Ví dụ x đây thì thay đổi vị trí, ví dụ x tôi cho 120 thôi, khoảng cách của trục x này, khoảng cách x là ví dụ đây các bạn dọn đây nè, nó có x này, giờ đi theo phương này ha, đó review coi nó ngắn gần lại, mình thấy không, hai vị trí hai bên nó gần lại. Ví dụ y thì cho 150 nè, enter thì cái khoảng cách giữa hai đối tượng trên dưới này nó xa ra, các bạn kích review, thấy chưa? Nó gần lại ha, nếu này nó gần lại nè, thấy chưa? Bây giờ tôi cho lên 250 đi, để nó sẽ xa ra ha. Review mỗi lần vậy các bạn có review, đây ok chưa? Rồi, rồi cũng tương tự như bài trước mình có các kiểu bố trí, ví dụ như này là constant á, nghĩa là khoảng cách nó đi theo một chiều đúng không? Đây ví dụ x symmetry nè, các bạn review, nó đối xứng qua đâu? Đối xứng qua trục x chính giữa, bạn thấy đây có chữ x nữa ha. Đối xứng qua trục y chính giữa, bạn thấy không, hai chi tiết bên đây đối xứng qua hai chi tiết bên đây. Còn y thì sao, nó đối xứng qua trục y thì hai chi tiết bên đây sẽ đối xứng qua hai chi tiết bên đây. Rồi giờ tôi chọn x review nè, tôi chọn y ngắn lại là 150 nè, review này đó. Cái cách bố trí ha, cách bố trí thì ở đây tôi bố trí 4 chi tiết, thì dành cho trường hợp các bạn bố trí nhiều chi tiết á. Rồi
nha. Thì đây là cái cách bạn bố trí, ví dụ là chọn một chi tiết thôi ha, để là nó đưa về một chi tiết cho mình này nha, trở về một chi tiết thôi. À, giờ đây ok rồi, nó báo bạn confirm hay không là bạn ok ha, thì nó tên đấy thì nó giống bài trước đúng không, thì đây nó tạo ra bạn chi tiết ở đây bây rồi rồi tương tự ví dụ mình tạo phôi này, tạo phôi ví dụ các bạn kích tụ một bi, các bạn chọn theo kiểu auto một bi luôn, chọn theo kiểu này ha. Đây ví dụ phôi nó có sẵn hình như thế này thì các bạn phải chọn thêm, bây giờ chọn thêm ví dụ như từ đây các bạn xuống này, các bạn phải nhập những cái giá trị ví dụ origin đây, ví dụ còn chọn theo kiểu origin của cái chi tiết á. À, bài trước thì tôi đã hướng dẫn rồi ha, giờ tôi chọn theo kiểu của đây shape một, bây giờ mode origin này các bạn kích kích vào đây các bạn chọn, được chưa, chọn những cái hệ trục tọa độ ở đây để mình chọn ha. À, bây giờ đây a à, một pi auto một pi rồi. À, origin đây thì các bạn hãy chọn, ví dụ tôi chọn theo cái hệ trục rip ở đây ha. À. Rồi ví dụ đây các bạn chọn là hệ trục mới nè, các bạn kích vào đây. À, mon mon của nó có sẵn nè, à, kích vào đây. À, thì bạn nhập cái kích thước vô, được chưa? Bạn cứ cho tạo kích thước vô. À, kích thước x y z bao nhiêu ha? Phương x, phương y, x cộng x trừ bao nhiêu á? Bạn hãy nhập vô ha. Ở đây ta cho x 100. À, rồi đi theo phương x nè, anh thấy không? Ở đây bạn cho x là ví dụ x 50 thôi, x mình nó nhỏ ha. Được chưa? 30 x. Rồi, ví dụ tôi để giá trị này. Tôi cho x ra 10. Ha, à, bự ra xíu ha. Rồi, ví dụ 20 20 mỗi bên 2 bơi ha. Điệp. Rồi, phương y là phương này đúng không? À, tôi cho mỗi bên ra thêm 30 nữa đi. Rồi, à, nó được phần này. Ok chưa? Rồi ví dụ ở đây cái phương z nè. À, phương z ví dụ cho dưới là cũng là giống bài trước luôn đi, 30 30 luôn ha. Dạ, rồi, ví dụ đây cho như thế này. Rồi, review coi trước ha. Dạ, tạo phần khuôn for như thế này. Ok. Rồi, các bạn nhập hệ số corrupt size theo tỷ lệ spike scale ha. Các bạn kích vào đâu? À, kích vào chi tiết nè, bạn kích vào đây nè. À. Rồi các bạn nhập cái hệ số 0.05 ha, 0. Ok. Rồi tôi tích review coi trước nè, cho hình mình nó bự lên, nó bung lên ha. Ok ha. Rồi. Rồi các bạn cập nhật lại. Ok nha, thì tôi được cái cái file cái này. Rồi. Các bạn muốn thay đổi cái thước phôi, ví dụ bạn muốn thay đổi này nó cho nó to ra thì bạn kích vào đây, các bạn kích chọn edit definition, bạn hãy nhập cái giá trị đây cho nó bự ra đi ha, nhập cái giá trị đây nó bự ra, được chưa? Thì mon này đang lấy cái phương này nên cái thước này nó nhìn nó khác xíu ha. Các bạn hãy chọn theo cái thước phương này, à bạn hiện cái hộp data này lên đây, các bạn kích vào đâu, kích vào đây là chọn mon mon theo kiểu mon đây này, được chưa? Các bạn nhập kích thước ví dụ như đây tôi nhập lại giá trị đi nè, rồi có thể nhập lại á, bây giờ tôi kích vào đây cho phép các bạn điều chỉnh lại cái thước mon này, được chưa? Đó x y z ha, x y z bao nhiêu, ví dụ x là tôi cho là 150 đi, x 150 ha. Theo phương y, ví dụ theo phương y tôi cho là 250 luôn nè, theo phương z tôi cho là 100. Rồi à, z cộng z trừ ha, giờ với cộng là 100, này là 50, yeah, tổng là 150. Bạn review bạn coi trước cái hình này, ok. Ha, thì đây kích thước này các bạn phải tăng lên, ví dụ x tôi tăng lên nhiêu, tăng lên 200, ha, thì các bạn review bạn coi trước này, đó, thì lúc này nó bè hình mình ra, yeah, rồi.
Rồi bây giờ ít đây tôi cho 150 ta, 150, ok. Rồi. Rồi kích chọn chi tiết này tôi vào view qua. Rồi tôi chọn display style theo kiểu wireframe vậy đó. À thì đây cái bài phần này cái bài trước tôi có nói rồi, à chỉ cái bằng bằng rồi. Ok chưa? Rồi. Nếu bạn chọn delay style này thì nó sẽ ảnh hưởng đâu? Ảnh hưởng hết cái chi tiết của mình. Vậy này các bạn muốn ẩn cái file này thôi, đưa cái này về không dây thì các bạn kích vô phần này, các bạn chọn view nè. À bên tab view đó, các bạn chọn model display, combo nền display. Các bạn chọn mình wireframe ha thì nó chỉ ảnh hưởng cái gì thôi. À, nó chỉ hiện cái này thành khung wireframe thôi. Thì cái model này nó hiện cho từng đối tượng ha, được chưa? Nó hiện cho từng đối tượng, còn display style đây là ảnh hưởng cho hết hết cái môi trường này, được chưa? Rồi. Rồi. Rồi ha. Tiếp theo các bạn về lại tab mode này, về lại tab mode ha. Rồi. Đây thì giống bài trước á, đây nó do nó có cái gì? Cái undercut ở đây thì các bạn tạo những cái undercut ha, chọn hướng lên. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn kích vào môn volume. Ok không? Đây nó có gì? Slider này. Ok chưa? Rồi. Rồi ở đây bây giờ tôi kích chuột phải thì chọn property, các bạn có thể đổi tên lại nè ha. Ví dụ slider left chẳng hạn ha, nó nằm bên trái nằm bên phải đó. Ví dụ left đi. Thấy chưa? Slider tab left ha. Ok. Rồi, ví dụ đây tôi ok, tôi được một cái này. Yeah. Rồi thì kích vào đâu? Slider. Rồi, rồi thì cũng giống như bài trước á, mình click vào calculator ở đây. Ok chưa? Nếu vào calculator thì nó tính toán anh được cách thì nó phát hiện ra đây có mấy vị trí được cách này. À, đây, nó có bốn vị trí được cách chỗ này. Mình thấy không? À, hai cái hai bên với hai cái nằm bên đây. Yeah, thì vị trí này là những vị trí anh được cách của nó. Được chưa? Nè. À, ví dụ đây tôi sẽ tạo hai cái hai bên đây trước ha. Ví dụ hai cái bên đây, một cái left, một cái right nè. Bây giờ này ví dụ cái này là right, cái này là left, ví dụ vậy ha. Rồi thì tôi lấy cái bên đây trước. Bây giờ rồi bằng kích nè, kích một kích hai coi cái nào ha. Đây cái này là kích hai, ok chưa? Cái này là kích hai ha. Rồi ở đây mình ba cái thì mình sẽ tạo từng cái trước được chưa? Bây giờ đây cái kích hai là nằm bên đây đúng không? Rồi kích một coi nằm đâu ha, nằm bên đây. Kích hai đây, thấy chưa? Kích ba, à kích bốn. À, bây giờ vậy cái quýt 3 mình chơi cái lép nè, nãy mình đặt tên là lép thì kích qua thì blue giống bạn trước được chưa? Rồi projection lens này, rồi ha, projection lens mình kích vào đây, rồi kích vào đây mình kích vào cái mặt kế bên đây, ok chưa? Rồi rồi thấy chưa, mình kích vô mặt bên đây rồi ha. Apply đây, các bạn review luôn coi trước này. Bây giờ review đây nó sẽ tạo ra cho bạn một cái slider bên đây, ok ha, tạo ra một cái slider móc bên như thế này ha nè. Bây giờ rồi các bạn ok ở đây, các bạn được một cái, mình thấy chưa, mình được một cái ha. Rồi tương tự như vậy thì các bạn tạo thêm những cái slider khác ha, các bạn kích vào đây nè. Bây giờ kích chuột phải còn giữ ha, bây giờ đây xong bạn tích ok, bạn được mỗi đối tượng. Rồi volume ha, kích chuột phải giữ nè. Bây giờ các bạn cứ vậy các bạn đổi tên nó lại ha. Rồi chọn property, cái này ví dụ như slider right chẳng hạn ha. Rồi ok, được chưa? Rồi tôi cũng tích vào slider, tôi tạo những cái bậc ở đây, ví dụ lên đây nè, nó có cái này nữa và kết vào con queue luôn. Ok, để cho nó tính ha. Thì cái này mình chọn cái quyết 2 lúc nãy nè, lấy cái bên đây ha. Bây giờ chuyển nó qua bên include. Rồi kết vào rotation lens cho nó chiếu tới mặt này ha. Ok, hôm nay nó bắt là các bạn review coi trước này. Đây, được chưa? Sau khi các bạn review coi trước xong các bạn nhấn ok. À thì bạn được một cái nữa ha. Rồi rồi tạo xong các bạn tích ok, bây giờ còn được hai cái ha. Rồi à, thì đây là cái cách mà các bạn tạo theo kiểu tự động, được chưa? Đây là cách các bạn tạo theo kiểu tự động, nghĩa là bạn tạo theo kiểu mà các bạn sử dụng mon volume ha, các bạn sử dụng mon volume các bạn tạo bình thường theo kiểu slider kiểu này. À thì hôm nay tôi hướng dẫn các bạn tạo kiểu một kiểu khác đó ha, ví dụ mình cho mình tự do mình vẽ được chưa. Rồi các bạn kéo cho insert here lên đây. Ta thì chèn đây. Rồi các bạn cũng vào mod volume này. Dạ. Yeah. Đây nó có một cái là phần extrude đó. Nó bây giờ đây tôi kích vào extrude. Rồi các bạn chọn mặt bên đây các bạn vẽ này. Dạ. Yeah. Ở đây mình sẽ vẽ thêm cái dạng kiểu này ha. Giờ đây các bạn kích vào đây các bạn đổi chiều lại, ví dụ như stop. Rồi, bây giờ sketch ha. Rồi. Ví dụ bên đây chẳng hạn, mình vẽ một cái đường bên đây. Dạ, yeah. Mình lấy tọa độ bên đây mình vẽ này. Thì bây giờ đây tôi vẽ một cái centerline.
À tôi hãy bắt một cái reference chỗ này cũng được ha. Các bạn kích chuột phải rồi kích chuột trái này. Bây giờ tôi bắt reference đây. À, đây đây tôi bắt điểm midpoint của nó này, midpoint này, vẽ center line dựng đứng lên. Ok. Rồi, giờ đây tôi dùng lệnh line tôi vẽ một cái hình như thế này. Rồi. À, giờ kích thước normal ví dụ tôi cho từ đây đến đây. Này. Thấy chưa? Các bạn cho đại ha. Bây giờ tôi vẽ một cái hình bậc như thế này ha. Rồi. Ở đây nó nhiều cái chế độ tùy chọn, ví dụ ở đây tôi thì lấy giá trị này ha, để coi nó bắt cái giá trị gì mà nó bằng nhau rồi ha. Chữ hai này lờ lờ, giờ lấy này đi. Rồi. Giờ đây cho 25 nha. Rồi giờ chiều cao này các bạn cho, ví dụ tôi cho 50 chứ ha. Ok. Rồi. Rồi bây giờ còn khoảng cách này ha. Còn cái đoạn trong đây nữa, các bạn thì cho là sao nó bao vào đây là được. Dạ. Yeah. Rồi, còn vị trí cái đoạn này thì các bạn cho nó về nằm trụng mép này luôn này. À, các bạn kích vô ràng buộc á, kích vô đường này, kích vô cái đường đây cho nó trụng về đây. Dạ. Yeah. Rồi ví dụ mình mirror đối xứng nó qua, mirror đối xứng nó qua ví dụ đây nè. Kích vô đây, control hết mấy cái đường này. Đây, chúng ta được một cái chốt như thế này. Ok không? Rồi bây giờ ở đây xong mình tích ok này. Rồi bây giờ ở đây đây mình chọn cái kiểu select, chọn vô mặt bên đây để cho nó chỉ cho tới mặt đây ha. Ok nha. Đấy thì nó ở đây mình sẽ cắt lại ha, các bạn vào volume được chưa. Rồi thay vì bình thường các bạn chọn slider đúng không, thì mình sẽ tạo kiểu riêng, các bạn vào trước cách á, các bạn trước kích vào cái mặt bên đây ha, còn các bạn xoay chiều nó về, các bạn đảo chiều nó về. Bây giờ ở đây tôi chọn mặt bottom ha, xoay về sketch nha. Rồi ở đây các bạn bắt reference của này, bắt reference đây. Dạ. Yeah. Rồi, close. Các bạn kích chuột phải là kích chuột trái á, thì nó chỉ bắt một đoạn này thôi. Ok chưa? Yeah. Rồi ở đây có midpoint nè, vẽ một cái đường midpoint thẳng đứng lên. Rồi ở đây các bạn dùng lệnh line vẽ một đoạn ra như thế này ha. Thế mình sẽ tự tạo một cái line trượt riêng cho mình ha. Rồi, các bạn bây giờ đây tôi lên cái thước sơ bộ thử vậy. Bây giờ đây 12,5 ha. Rồi. Rồi, ví dụ đây 25. Rồi, còn chiều cao này, ví dụ tôi chiều cao này tôi cho 50 đi. À đây nếu nó trùng à, trùng khoảng cách thì các bạn coi thử ha. Đây. À tôi lấy này đi, nhập về 50 luôn. Ok. Rồi ở đây tôi làm một trùng nè. Cái mép của đối tượng này nè, trùng với cái mép đây luôn. Dạ. Yeah. Rồi, tôi đối xứng này qua. Chọn hết tất cả đường này ha. Đây, mirror qua đường giữa. Đây, tích ok. Rồi ở đây ta chọn theo kiểu extrude up to select á, kết vô tới mặt này. Bây giờ ok. Rồi. Bây giờ tôi tạo ra một cái phần repair cut ở đây. Các bạn từ thường các bạn trim to geometry ha. Ví dụ tôi chọn reference và cut out. Đây. Thì cái tôi kích vào đây thì nó sẽ tự động tạo một cái cut out chỗ này, các bạn thấy không? Đó. Ok không? Đây mình kích vào chế độ set mình coi nè. Đây. À, nó tự tạo ra cái phần này cho các bạn. Đó thì đây là cái phần mình tạo riêng. Yeah, tôi tự tạo cái biên dạng riêng cho mình. À thì tạo kiểu này thì nó dễ hơn, được chưa? Tại đối với chi tiết này thì mình sẽ tạo theo kiểu này ha, để nó đẩy lỗi trượt, đẩy hai chi tiết trì trượt ra. Rồi done return. Ok chưa? Yeah. Các bạn kích vào chế độ save đây nè, các bạn coi cái biên dạng của cái slider của mình, slider của mình. Rồi, ok, tôi được một chi tiết ha. Được chưa? Rồi. Rồi nếu như bình thường nãy bạn tạo bạn đặt tên vô, được chưa? Đây mình chưa đặt tên này. Ok không? Bây giờ có thể rename lại ha, để đặt tên nó lại, được chưa? Rồi kích vào đây bạn edit definition nè, được chưa? Đây có gravity là cái tên của extrude chỗ này thôi. Còn cái mô volume 1 2 là do cái gì? Do các bạn đặt tên trong cái property lúc nãy ha. Được chưa? Ví dụ đây nè, edit definition này. Rồi, tích ok đây. Được chưa? Rồi, ví dụ đây tôi đặt lại ha, slider right left. Được chưa? Đây. Ok. À, trời. Ở đây nếu tôi làm nhanh tôi có thể làm lại cho các bạn coi ha, tôi làm lại cho các bạn coi khúc này.
Rồi các bạn vào mốt volume này. Bây giờ các bạn vào mốt volume. Rồi nếu các bạn đặt tên thì các bạn kích chuột phải đây nè. Property các bạn đặt tên trực tiếp đây luôn. Ví dụ như là left slider đi ha. Rồi ok. Rồi tôi bỏ này ha. Ok. Rồi các bạn vào extrude chỗ này, tự tạo ha, kích vào mặt bên đây. Rồi xoay về cái hướng mà các bạn dễ vẽ, kích vào đây nè, xoay về ví dụ bottom. Ok ha. Rồi sketch. Ở đây tôi bắt lại cái reference chỗ này. Cách tôi kích chuột phải rồi kích chuột trái ha. Được chưa? Kích chuột phải rồi kích chuột trái, vẽ một cái centerline vào đây. Rồi ok, giờ centerline thẳng đứng ha. Tôi dùng để line vẽ một đoạn như thế này ha. Rồi lên cái thước sơ bộ từ đây đến đây. Rồi bây giờ tôi cho một số cái thứ như này ha. Còn cái đoạn ở đây các bạn kéo nè, tương đối rồi. Rồi bạn chọn ràng buộc vô luôn ha, cho nó trùng với cái mép đây luôn. Ok. Rồi ở đây mình sẽ mirror nó qua, các bạn nhấn này control này, control ha, control. Bây giờ mirror qua cái đường xin lại ở giữa. Ok. Rồi ở đây mình chọn cái kiểu net to select nè, tôi kích vô cái mặt bên trong này của nó ha. Ok. Rồi bạn thấy không, như vậy là nó chưa có tạo ra cái phần dao nè, các bạn thấy chỗ này nó chưa có gì hết đúng không. Các bạn kích vào chế độ trim tool geometry, ở dưới nó có thể chọn là reference bạc cut out và kích vào đây thì nó sẽ lấy cái bạc này để cut out cái chi tiết này. Lúc này bạn thấy lúc này nó sẽ tự tạo ra phần này, bạn thấy không đó. Thì các bạn lưu ý ha, nó tạo ra cái phần chân dưới đây. Thì các bạn có thể kích vào set nè, mà bạn coi cái hình dáng của cái slider này. Được chưa, đây có thể coi hình dáng của slider ha. Ok chưa, này rồi đây tích ok ha, các bạn được một cái ok chưa. Rồi nè, rồi tương tự làm cái tương tự bên đây ha, là một cái giống như bên đây ha. Các bạn cũng kích vào đâu, small volume thấy chưa, strut kích vào bên đây. Rồi cái này các bạn có thể không cần vẽ và các bạn có thể làm tương tự giống hồi nãy ha. Hay hoặc các bạn có thể bắt project của này lại này, thấy chưa. Đây tôi không vẽ thì các bạn bắt project của này lại ok à. Thấy chưa. Rồi ví dụ như vậy ha. Rồi tại vì hai bên này nó giống nhau ha, có thể tôi bắt lại rồi check bên kia cũng được ha. Rồi đấu lên đây, đấu này. Rồi ở đây nó bị trùng một cái đường ở đây nè ha, trùng đường ở đây thì bạn delete cái đường này đi, được chưa. Rồi tích ok. Bạn cũng chọn tương tự ha. Đây kích cho mặt này ha. Ok, tích ok nè. Rồi ở đây nó cũng chưa có tạo thành cho các bạn coi ha. Chưa, chưa có tạo thành. À, mà các bạn nên đặt tên ha. Các bạn đặt tên lại, được chưa? Các bạn đặt tên lại ngay từ đầu á. À, kích chuột phải giữ nè, chọn property. Được chưa? Right, để mình thoát ra rồi mình đặt tên lại nó cực ha. Kích chuột phải bằng giữ ha, bằng đặt tên lại. Rồi, ví dụ vậy ha. Ok. Chưa, thì cái tên này nó sẽ cập nhật lại cho các bạn nè. Được chưa? Rồi. Ở đây mình sẽ dùng gì nữa, ở đây nó chưa có cắt à, chưa có cắt ra. Ok chưa, nó chưa có cắt ra đây, bạn thấy không, cái vùng này nó chưa có gì hết nè. Rồi thì các bạn dùng chế độ gì, preference và cut out chỗ này đó, chỗ này sẽ cắt ra, set coi lại ha. Đây bạn được một cục bên phải. Ok, đơn tích ok. Giờ vậy bạn được hai cái cục chi tiết này ha. Kích vào đây thì chọn vào hiểu view á, model display cộng là delay wireframe. Rồi cho bạn coi ha. Ok nè, bây giờ bạn thấy không, giờ nó có tạo phần được cái phần ở đây. Ok này, hai bên ha. Rồi cái thứ ba là mình sẽ tạo phần cái phần ở trên đây nữa, tạo cái phần đầu trên đây. Bây giờ tạo cái cục ở trên đây nữa thì những cái chi tiết này mình sẽ tạo insert trên đây cho nó dễ ha, tạo những chi tiết insert đây cho nó dễ.
rồi trả về ha. Ok set rồi sale dạ rồi dạ. Vậy thì ngoài hai cách bạn dùng kiểu tự động á thì nó tạo hơi xấu đúng không, mình sẽ sử dụng kiểu này. Bây giờ ví dụ ở đây mình không cần này nữa thì mình delete nó đi. Bây giờ ok đó thì mình tạo được hai slider ở đây rồi. Ok giờ các bạn tạo cái phần trên này tương tự ha. Volume ha, extrude này, kích lên cái mặt trên cùng này ha, xây về đây dạ. Rồi ví dụ ở đây các bạn có thể bắt theo cái kiểu reference chỗ này lại nè, kích vào reference này, bắt reference rồi. Ví dụ ở đây nó có một cái đường reference dưới đây nè, đây kích vào đây dạ, cho nó bắt reference lại ha, close. Rồi tôi vẽ một hình tròn, ví dụ vào đây đồng tâm đây ha. Thì do hình này tôi biết kích thước ha. Dạ hình này thì tôi biết kích thước rồi, kích ok. Đó. Rồi ở đây tôi sử dụng theo kiểu trước gì nữa. Select, tôi chọn mặt dưới đây nè. Đây ha. Tới mặt này. Ai cho nó chụp xuống phần lỗ này ha. Rồi tôi ok. Rồi ở đây tương tự các bạn kích chuột phải giữ một hồi các bạn chọn gì. Roboty ha. Roboty các bạn hãy đặt tên lại. Dạ đặt tên lại. Rồi, bây giờ đây tôi đặt tên lại ha. Dạ. Rồi, sau khi các bạn đặt tên xong các bạn cũng ok, được chưa? Ok, thì đây nó sẽ đổi tên cho bạn lại nè, global ha. Rồi các bạn cũng dùng cái chế độ gì? Present và cut out chỗ này để cho nó tự động nó cắt ra, nó tự tạo một phim này. Cách vào set bạn coi nè, được chưa? Đây nó sẽ tạo ra cho bạn một cái chi tiết như thế này. Ok, một cái cụ insert như thế này. Đó. Ok rồi ha, xong bằng tên nha. Rồi ở đây tôi tạo được ba chi tiết thì sợ ha, ba slider. Còn nãy nó bắt các bạn là cái chốt thì cái chốt này thực chất là các bạn làm gì, làm khuôn dưới nó rút lên khuôn thẳng đứng cũng được ha. Nói mình chỉ còn làm ba phần này thôi. Ok rồi, vậy thì các bạn tạo được ba cái rồi ha. Cái tôi cho chi tiết này nó ẩn đi ha, view wireframe này. Rồi tôi ẩn hết mấy cái phần này ha, ẩn hết mấy cái phần này luôn. Ẩn ba khối extrude này, hai nữa đi. Dạ. Yeah. Chọn chi tiết này thôi. Rồi, tiếp theo mình sẽ tạo cho nó một cái mặt phân khuôn ha. Thì các bạn tạo theo kiểu dùng đường bóng, các bạn qua tap mode lại này. À các bạn nhớ đường siêu cơ và trước thì mình có thử sử dụng rồi. Ok nha. Yeah. Rồi. Rồi các bạn kích vào review bạn coi trước này. Review. Đây nó sẽ tạo cho bạn được hai đường chủ yếu ha. Bây giờ đường trên này với đường dưới đây. Ok nha. Yeah. Dạ, yeah. Nó hiện cho bạn những cái đường see-how, tạo những cái đường bóng ha, đường bóng hay là đường bóng á, đường phân khuôn á. Rồi ví dụ đây tôi hai cái phần này đi ha, kích chuột phải vào đây để kích phải từ hai chi tiết đi chỉ cho thấy những cái đường bóng này thôi. Được chưa? Rồi rồi bây giờ tới lúc mình sẽ chọn những cái đường si hao ha, những cái đường thì các bạn kích vào đâu. Lớp selection này các bạn nhấp nút vào đây. Được chưa? Nhấp nút vào đây. Rồi ở đây mình sẽ dò đường ha, ví dụ đây là cái một à cái hai này. Ok chưa? Đó 1 2 3 4 5 6 này, 1. Rồi nếu bạn nhấn shift là các bạn chọn hết ha, hay shift là bạn chọn hết này. Đây có chế độ gì bỏ hết chọn hết, được chưa? Và đây chọn từng cái thì bạn vô mũi tên, được chưa? Giờ đây tôi chọn cái số 1. Ok rồi. Ví dụ đây từ list 2 tới list 6 nè, vậy mình chừa cái list 1 ha, shift 6. Bây giờ các bạn nhấn blue ha. Bây giờ các bạn nhấn blue ha, chỉ có một cái một là include thôi, tức nghĩa là mình bỏ đi từ cái 2 tới cái 6 á, mình chỉ giữ lại một cái một là include thôi ha. Các bạn lâu này thấy include ngoài trừ nè, các bạn review các bạn coi trước không. Ok rồi các bạn nhấn ok chỗ này luôn ha. Đây thì ra đây nó chỉ tạo cho bạn lại một cái đường này thôi. Tại cái đường trên thì mình đã có cái gì rồi, cái trước 3 rồi ha, thì ở đây mình sẽ include cái này thôi, chỉ gồm một cái này thôi, được chưa? Rồi rồi ha, cái này mình hiển thì lên lại anh hai đi. Rồi bây giờ tạo mặt phân khuôn nè, party surface. Dạ, yeah, party surface ha. Rồi chọn connect surface. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi các bạn ra chỗ bằng kích vào đây ha. À, kích vào cái CH này. À cái show hết mon này được chưa? Rồi đây nó yêu cầu bạn chọn cái cơ. Cơ này lúc này mình sẽ chọn cái đường gì? À cái đường cơ ở đây này. Được chưa? Chọn CH cơ và kích vào đây cũng được. Dạ, yeah, kích vào cái đường này cũng được. Rồi bạn done. Được chưa? Kích preview bằng coi trước. Ok. Ha. À. Rồi thì bạn bấm review mà nó không cho bạn coi, tức nghĩa là sao, lúc nó kéo dài đó nó chưa hiểu được các bạn phải dùng cái gì. Extension này nhấp đúp vào đây. Ok đây nó sẽ báo bạn lỗi này. Bây giờ nghĩa là có một số cái đường nó kéo dài ra không được ha, thì các bạn ok ở đây. Bây giờ rồi rồi thì các bạn làm giống như cái bài trước là gì, các bạn vào extend nè, direction này. Bây giờ mình chọn cái hướng để cho nó kéo dài ra. Bây giờ mình chọn cái hướng cho nó kéo dài ra, thì hai hướng bên đây là ok đúng không, kéo ra mấy tường này kéo ra. Còn thấy cái miếng này nè,
kéo qua hai bên chứ nó đâu có đụng xuống mặt này đâu, cho nên nó không kính, nó sẽ báo bạn ha. Thì vô đây mình sẽ sửa lại. Được chưa? Rồi các bạn kích vào add đây nè, được chưa? Chọn vào cái điểm này, nó giống như bài trước ha, chọn vào cái điểm này. Ok chưa? Rồi. Sau khi bạn chọn điểm xong bạn nâng chuột giữa này, được chưa? Nâng chuột giữa ha. Ok. Rồi. À, cái này các bạn đơn, chọn xong các bạn đơn ha. Rồi ở đây nó sẽ cho bạn chọn len cơ sheet gì đó, thì các bạn phải hiện những cái vật len này lên nè. Ví dụ ở đây tôi hiện len lên. Đó, tôi hiện những cái datum len lên ha. Ok. Rồi, ở đây thì các bạn chọn cái mặt cho nó kéo dài được chưa? Ví dụ len các bạn hãy chọn mặt vào đây cũng được nè. Ok, cho nó hướng vào đây ha. Ví dụ vào clip đoạn đổi chiều lại nè, được chưa? Ha, clip đoạn đổi chiều lại ha, clip đổi chiều lại. Để cho cái gì mũi tên hướng ra ha. Ok. Để cho thì nó tạo thêm một cái giống mũi tên ở đây nè, bạn thấy không? Có giống mũi tên màu xanh này hiện lên. Ok. Đó, nó có phần giống mũi tên đây hướng ra, có nghĩa cái mặt này nó sẽ có một cái hướng ra đây, được chưa? Rồi, nó được một cái bisect ha. Và tương tự đó với những đối tượng còn lại ha, các bạn kích add tiếp nè. Rồi, ví dụ đây tôi quét, các bạn hãy quét ha, kích chuột bằng chữ là quét vào hai đối tượng này, được chưa? Kích vào hai đối tượng này rồi bạn ok. Rồi ở đây nó kêu bạn đăng này, rồi bạn chọn cái select là chọn cái mặt hai bên, được chưa? Ok luôn. Rồi, tương tự như vậy, ví dụ ở đây những thứ đối tượng bên đây cũng vậy ha, mình kích add tiếp rồi mình quét hai đối tượng bên đây. Dạ, yeah, mình chọn luôn cái này ha, control chọn luôn đối tượng này. Rồi ok, chụp giữa ha, done. Rồi chọn len mặt kế bên, ok. Rồi. Nên bây giờ nó chưa chọn này nữa, các bạn add lại ha, kích vào đối tượng bên đây. Đây nha. Ok. Rồi done. Rồi tôi kích vào cái mặt bên đây ha, ok. Đó. Và tương tự tới cái mặt trước cũng vậy ha, add vô. Kích giữa điểm này ha, chụp giữa này. Rồi, chọn done luôn, chụp giữa một lần nữa này, kích lên mặt đây nè. Đánh chụp giữa ha. Rồi. Ok, thì các bạn tạo được cái phần này, cho nó hướng, tạo được những cái hướng cho nó hướng ra ha. Rồi, sau khi các bạn tạo xong các bạn ok. Thấy chưa? Các bạn ok. Đây các bạn xoay về cái hướng thì mình coi thử này. Rồi các bạn kích review. Đây. Thấy chưa? Đây nó sẽ tạo cho bạn một cái mặt như thế này. Thấy chưa? Tạo cho các bạn một cái mặt. Thì cái này do mình tạo len thôi, do các bạn tạo len ha. Ví dụ cái len này các bạn tạo nè, bằng đổi phần len này mình tạo một cái datum len á. Cho nó xiên xuống, được chưa? Cho nó xiên xuống thì cái phần này nó sẽ gập xuống đây. Còn không nó sẽ được ngã ra ngoài đây ha. Ok chưa? Rồi. Cái này tôi ok, được chưa? Để tôi tạo được cái len như thế này ha. Đó, tính ok luôn, được chưa? Một cái. Rồi các bạn để ý kỹ phần này ha, cái phần cái đuôi này nè, được chưa? Phần đuôi này ha. Rồi, ha. Thì ở đây mình có các thì chọn đó, được chưa? Đó, đây là cái tạo đây. Bây giờ đây bạn nào muốn tạo lại cái phần này thì sao? Bạn kéo lên đây nè, à, kéo lên đây. Đó thì nó mất. Bây giờ đây các bạn có thể tạo một cái len cho chi tiết này chẳng hạn. Ví dụ đây thể hiện cái phần len lên nè. Ha, à, hiện cái len lên. Các bạn tạo một cái len như sao ha? Các bạn có thể tự tạo cũng được, được chưa? Đây, tôi mở chi tiết lên ha. Ví dụ đây tôi kích vào mặt đây ha. À, tôi tạo cái len đi theo phương này. Rồi. Ví dụ tôi cho nó dạng nó đi theo cái mặt cong của này nè, đi theo mặt cong của này ha. Ok à, ví dụ đi theo mặt cong của này đi. À, cho nó nghiêng nghiêng xíu thôi. Đây là dạng offset rồi ha. Nên các bạn có thể tự tạo riêng những cái mặt để cho cái phần này nó uốn vuốt xuống theo theo cái chiều này ha. Dạ. Yeah. Rồi ví dụ vậy ha, các bạn control, ví dụ tôi control thêm một cái
rồi đây các bạn khỏi tạo cũng được hả? Rồi, tức nghĩa là mình muốn uốn cái mặt này nè cho nó đi theo cái phương theo theo cái này nó đi theo hướng xuống á, thì các bạn tạo một cái mặt phẳng đi theo hướng xuống ha, theo cái direction nó hướng xuống. Rồi à, ở đây nó có một cái hình nhỏ đây à, tạo một cái len trong đây luôn ha, trùng với cái len này. Yeah, tạo cái len như thế này ha, ru pencil thôi chứ ai đi kích vào lệnh tạo len ha. Ở đây thì chọn vào một cái trục axit ra đây, đây thì chọn theo kiểu này ha. Đây có cái len sẵn đây nè, trong cái phần này lúc mà tạo ra có một cái len ok trong sản phẩm chi tiết mình có ha. Rồi giả sử vậy ha, hồi tôi đóng này lại qua đây các bạn thấy có một cái len, tạo một cái len riêng qua đây ha, sổ đây nó có nè. Dạ, có một cái đây này, các bạn thấy rename lại ví dụ như extend len này. Extend len ok. Rồi bây giờ ở đây cái đường xi hao lúc nãy ha, đây giờ được kéo này lên ha, rồi tắt tên surface skip surface rồi chọn cái foil đây, chọn chain nè, chọn chain thì chọn cái đường cơ giống nãy ha, thấy chưa, rồi đây thấy chưa, xong bạn kích vào đâu này, là review nó chưa ra này thì các bạn kích vào extension ok, nó báo giống nãy ha, nó báo giống nãy á. Bây giờ thì nó báo bạn cái phần này là chưa kéo dài ra được, mình qua extend này mình add giống nãy ha, kích vô điểm này rồi ok. Rồi bây giờ ví dụ tôi chọn theo cái mặt nghiêng kiểu này nè, anh chọn cái len ha, đây nè, rồi tôi chọn cái len đây, kích vào cái len này à, bảo đảo chịu lệnh cho nó hướng ra ha. Cái này là cái hướng được rồi, xác định hướng ha, ok đấy, được cho nó hướng ra đây, đây thì nghĩa đi hướng theo cái phần này nè. Bây giờ rồi tương tự như vậy các bạn add giống nãy luôn, add nè, rồi tôi quét hai đối tượng này ha, đấy thì nó quét nhiều quá các bạn bỏ qua ha, cancel được chưa, à quýt này add lại. Bây giờ các bạn kích này control với này, bây giờ ok rồi chụp giữa, rồi chọn mặt bên hông này nè, ok chưa, chọn mặt bên hông này rồi ok, rồi tương tự vậy các bạn cứ add ha, ví dụ đây điểm này nó chưa bắt nè, các bạn add lại ok này, rồi ok ha, chọn mặt đây ok. Rồi bây giờ đây thì chọn hai đối tượng này, kích add này, quýt add lại một đứa này, control qua. Rồi ở đây nó có hai ba đứa lần ha, các bạn cứ chọn ha, được chưa, ở đây có ba đứa lần này, ba mũi tên này các bạn cứ chọn, được chưa, đây control ba đối tượng này luôn ok, đây cũng vậy nè. Rồi ok, rồi chọn mặt bên hông ha, ok đấy được ba cái ha. Cuối cùng add cái đối tượng cuối cùng là cái thằng này. Đây kích trực giữa, kích giữa ha, kích trực cái mặt này. Ở đây mình chọn một lộ mặt thì các bạn thấy sao, kích lại nha, cancel này, đổi lại cái mặt len nó mới ha, kích lại mặt len mới, kích chữ len á, kích lại mặt mới rồi ok. Rồi review coi lại này, đây nha, thấy cái mặt mình bây giờ là sao, nó cúp xuống bạn thấy không, cúp xuống đi theo phần tiếp tiến này nha, cúp xuống ha, rồi ok, rồi tích ok giống nãy thôi nha. Đây là các cách mà nó mình tạo ha, cái cách tạo của nó. Đây có hai loại tạo, ví dụ xong rồi mình delete này đi, ok đủ rồi, rồi có mặt phân khuôn rồi á. Rồi ở đây ví dụ tôi sẽ tạo một cái len để tôi vẽ tiếp những mặt khác ha, ở đây à, cho cao lên 50 đi ha, offset lên 50 đi, trừ 50 ha. Rồi ok chưa, cái đây mình có thể đặt tên là sao á, ok property nè, đặt tên lại được chưa, bây giờ đây đặt theo kiểu là set off đi. Ok
Rồi, tôi tạo được cái len như vậy ha, hiện len lên nè. Thấy chưa? Thay vì cái mặt mình nó uốn dày đúng không? Mặt xuống uốn uốn dày thì nó ấy, thì mình sẽ tạo một cái len để mình setup lên. Ở đây tôi hướng dẫn thêm một cách nữa ha. Rồi, ví dụ ở đây tôi kéo cái setup này lên đây. Nha, kéo lên đây. Thấy không? Kéo cái việc này lên. Cái nghĩa lúc tôi tạo này thì chưa có này. Các bạn kích vào đây edit definition lại. Thấy chưa? Kích lại đây edit definition lại ha. Rồi. Rồi, thì trong cái tùy chọn của kit surface nó có một cái tùy chọn là setup plan ở dưới đây, anh thấy không? Ha, setup plan này, bạn nhấp nút vào đây. Rồi. Bây giờ bạn chọn vào cái mặt setup lúc nãy mình vừa tạo á, kích vào đây ha. Đây, kích vào đây. Thấy chưa? Rồi. À, ở đây nhầm ha, các bạn remove đi. Thấy chưa? Các bạn remove đi. Đây là cancel mình làm lại ha. Rồi rồi. Ở đây vào đây các bạn chỉnh sửa lại nè, edit lại ha. Ở đây các bạn chọn thì chọn phải là setup plan và là setup ET ha. Kích vào đây, nhấp nút vào đây. Bây giờ các bạn chọn boundary, cái này mình sẽ tự vẽ được chưa? À, tự vẽ, mình sẽ tự vẽ ha. Các bạn chọn boundary này. Ok. Rồi ở đây mình sẽ tự vẽ sketch ha. Các bạn chọn sketch. Thấy chưa? Rồi, các bạn chọn sketch ha. Rồi các bạn kích vào cái đây monrise chẳng hạn. Thấy chưa? Tôi chọn cái mặt monrise để tôi vẽ. Nha, để coi thử monrise là cái mon nào ha. Đây các bạn kích ở mặt trên này cũng được nè, bạn kích mặt trên này cũng được. Đây nó có cái ba mặt á, bạn kích chọn. Ở đây mình sẽ chọn cái mặt trên cùng ha. Đây thì chọn mặt trên cùng. Ví dụ sketch đây thì chọn lại cái mặt trên này nè. Ok, cho nó hướng xuống ha. Rồi. Ok, các bạn chọn hướng default luôn ha, default luôn. Đây save về đây. Rồi ở đây mình sẽ vẽ xét, ví dụ tôi chọn hai đường đây đi. Đây nha, xét lô. Rồi ở đây tôi vẽ đại một hình chữ nhật như sau ha. Cái đại hình chữ nhật bự ra. Rồi tôi lên cái thước, ví dụ đây là 170. Rồi đây center line tôi cho nó xứng vào đây cũng được. Center line này, ràng buộc nó xứng này. Kích điểm này, kích điểm này, kích đường center line ha. Đây. Rồi ví dụ khoảng cách tôi cho hai đầu này dư ra mỗi đoạn là 12.5 thế nè. Rồi kéo này lên. Chà, ai vẽ được cái hình này ha. Rồi, rồi, tôi kích ok, kích chuột ok đây. Thấy chưa? Rồi, tôi tạo được cái len đó rồi ha. Các bạn hiện cái phần len này lên này, hiện cái đó lên ha. Sau các bạn kích vào phần setup len trong này. Thấy chưa? Các bạn kích vào setup len. Rồi, thì lúc này các bạn mới kích vào cái setup len lúc nãy nè. Thấy chưa? Rồi các bạn đăng return. Ok. Rồi, rồi cái này tôi tắt cái phần này đi ha, tắt cái len đi. Được chưa? Tắt lên đây ha. Rồi ở đây nó còn gì? Wrap angle nữa nè. Cho các bạn rất là nhiều tùy chọn ha. Bạn nhấp vô đây, nhấp nút vô ha. Ví dụ tôi cho wrap angle góc này góc nghiêng 6 độ. Ok chưa? Rồi, đây các bạn review bằng coi thử nè. Đó, bây giờ sẽ nó tạo lên một cái mặt, bạn thấy không? Nó tạo lên một cái dạng kit surface theo cái kiểu này. Thấy chưa? Rồi cái mặt cong cong này mình chọn đây nè. Ha. Đây là mặt setup plan nè. Mặt này là mặt setup plan nè. Thấy chưa? Tức nghĩa là từ đây nó sẽ chia đường đây và nó gộp với mặt này. Và nó tạo ra một cái góc nghiêng 6 độ chỗ này, các bạn thấy không? À, phần này gọi là góc nghiêng 6 độ này. Đây cái góc nghiêng tạo cho cái đoạn này nghiêng 6 độ. Cho rồi ok. Rồi, đây tôi được một cái hình có một cái mặt tiên surface chỗ này. Ok chưa? Bây giờ các bạn có đầy đủ các mặt phân khuôn này, các bạn có đầy đủ là mặt phân khuôn rồi có các slider ha, insert. À, thì mình tiến hành tách khuôn các bạn vô volume slide. Được chưa? Ok. Rồi. À, ví dụ ở đây bình thường mình chọn gì? Chưa volume thì mình tạo ra hai thì tích đúng không? Ở đây ví dụ đây tôi tạo cái cục nhỏ trên này trước, tạo từng vùng trước thì các bạn chọn gì? One volume thôi. Được chưa? One volume dành cho on work ha. Đây. Được chưa? Tôi lấy cái này tắt với cái khối này. Ok không? Rồi, done. Được chưa? Rồi đây tôi chọn thì chọn khối nhỏ đây nè. Được chưa? Chọn khối nhỏ đây ok. Chọn một đối tượng thôi. Ví dụ đây tôi chọn theo vùng nè. Phân vùng các bạn thấy nó có hai phân vùng không? Xlen 1 với Xlen 2 thì mình chọn theo kiểu là tách cái Xlen 1 này ra. Được chưa? Tách cái phần này ra ha. Rồi. Done. Ok chưa? Tách kia là một ra done ha. Đó bạn thấy giờ nó tách tạo một cái khối trên đây ha. Rồi bạn ok đây. Rồi cái nó kêu bạn đặt tên này, các bạn kích chữ set bạn coi thử ha. Này. Thấy chưa? Nó tắt cái cục đó ra rồi, giờ cái khối mà nó còn nhiêu đây này. Thấy chưa? Đây. Tách ra ha. Rồi các bạn đặt tên, ví dụ như tôi đặt ha. Rồi cái này các bạn đặt tên thôi, được chưa?
vô là một ha. Dạ. Rồi, ok. À, thì được một cái ha, nó cắt cái cục này ra rồi, được một cái đó ha. Tiếp theo này. Ha, à, để dễ coi các bạn kích vào đây các bạn bà lăn cái thằng này đi ha. Rồi, bà lăn ha. Ok. Rồi, tiếp theo các bạn cũng làm tương tự ha. Các bạn kích vào volume select này, chọn theo kiểu quang volume thôi. Lên. Ok chưa? Ở đây mình sẽ chọn cái cục nó yêu cầu các bạn là chọn cái đối tượng mà cần tách tiếp á, thì mình chọn theo cái gì? Cái tem mon lúc nãy còn á, các bạn chuyển qua đây ha. Thấy chưa? Các bạn chuyển qua đây, các bạn close. Rồi. Thấy chưa? Rồi nó kêu cầu các bạn chọn hai khối này thì ở đây mình sẽ chọn hai cái phần chi tiết trong đây. Đây, chọn cục đây ha. Thấy chưa? Đây cần các bạn có thể chọn cái chuột phải vô đây bằng nhấp nhấp đây nè, nó có hai cái chi tiết đây nè. Thấy chưa? Đây, tôi chọn hai chi tiết này ha. Ok chưa? Tôi chọn hai chi tiết này tôi ok. Rồi. Đây nó kêu bạn phân vùng nè, x lên 1, x lên 2, x lên 3, à x lên 1, x lên 2 hoặc x lên 3 ha. X lên 1 là cái phần nguyên phần này. À 2. Đây và 3, thấy chưa? Nó tạo thành 3 vùng. Rồi. Thì cái này mình sẽ tách hai cục nhỏ này ra, mình giữ lại cái khối bự này. Thì các bạn chọn vào cái x lên 1 á. Thấy chưa? Các bạn kích vào cái x lên 1 các bạn lên này. Thấy chưa? Các bạn nhấn ok. Rồi ở đây bạn xét mình coi thử ha. Đây nó sẽ tạo ra phòng khe chỗ này ha. Bây giờ mình giữ lại cái lên 1 này mình tách tiếp, được chưa? Thì đây nó sẽ tạo ở đây. Rồi ở đây tôi đặt tên vào, ví dụ như là cái thêm 2 chẳng hạn ha. Rồi, ha, ví dụ đây bằng 2. Ok. Ha, tôi được một cái rồi ha. Rồi. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tách cái mặt chính giữa ra ha. Volume Select này, rồi chọn True Volume này, chọn Mode Volume, Done. À rồi các bạn chọn cái gì? Volume 2 lúc nãy á, mình đã tách ra được cái 2 rồi á, tách ra đây. Ok, Close. À, rồi ở đây nó kêu gọi bạn chọn mặt phẳng khuôn thì các bạn chọn cái gì? Cái kit surface lúc nãy á, à, kit surface đây nè. À, ok, thấy chưa? Rồi, yêu cầu bạn confirm, mà confirm luôn ha. Rồi, các bạn ok. Yes. Ở à, đây nó bị lỗi đây rồi. Các bạn cần project lại ha. Yeah, đây tôi delete hai này đi. Ok. Ở à, đây các bạn tách lại này, các bạn vào volume select này. À, true volume on volume done. À tôi chọn cái volume 2 chuyển qua đây ha. Close. Rồi, moi tầm thì cái đây tôi chọn mặt phân khuôn á thì các bạn kích vào cái kit surface lúc nãy nè. Đây kích vào kit surface đây. Ok. Yeah. Rồi, à, kích ok, xét các bạn coi thử ha. Ví dụ tấm phần ở dưới nè, cái phần ở dưới này thì mình đặt là tấm kho ha. Ví dụ đây, tấm kho. Thấy chưa? Kho void. Rồi, thấy chưa? Các bạn xét ok, mình ta được tấm kho ha. Rồi, tương tự xét nè, coi phần trên ha, được tấm trên. Rồi, các bạn đặt tên vô, ví dụ như là cavity kho void. Ok, rồi. À, thì các bạn được hai tấm. Thấy chưa? Cắm cavity với tấm core. Thấy chưa? Đồng thời các bạn giờ tạo insert, có 4 cục insert hai bên nữa, thấy chưa? Rồi thì giống như bài trước á, các bạn vào trong cái phần blend với unblend á, thấy chưa? Tới lệnh tắt nó lệnh control V ha, mở hộp thoại blend unblend này lên. Thì các bạn trước thì mình có hướng dẫn các bạn vào rồi á, thấy chưa? À đây. Các bạn vào trong phần application nó có một phần đây nè, model display này, vừa có vào đây rồi ha. Thấy chưa? Kích vào đây thì nó cũng hiện lên các bạn blend unblend này. Ok chưa? Rồi. Bây giờ các bạn bắt tin surface nè, kết cho cái bạc surface này các bạn. Blend nó đi. Rồi, bây giờ blend này, kết blend để cho nó ẩn này đi, tắt này đi ha. Rồi về volume thì ví dụ đây mình tắt cái volume này đi, tem 2 này nè. Thấy chưa? Tem mon volume 1 à, thấy chưa? Tem mon volume 1. Rồi, tôi blend cái này ha, tem mon volume 1 blend này. Ok. Rồi cầm bút nành, à, cầm bút nành thì các bạn kết vào cái thằng này. Ha, tôi blend này đi. Thấy chưa? Rồi, thế bạn coi bên trong nè, kích vào đây, tôi chọn chế độ là No Hidden, đó. Dạ, cho bạn coi kiểm tra là, được chưa, đây là chế độ No Hidden ha. Rồi, Setting Quick Add nè, ha, Setting Quick Add, được chưa, đây là cái khuôn của mình nè. Ha, rồi, chọn về chế độ Setting ha. Ok, ha, blend hết mấy cái đó rồi, ok. Save á, mỗi lần làm mình phải save lại, rồi, mình trở về cái thẻ mon ha, thẻ mon. Rồi, bây giờ mình tách nó ra nè, các bạn vào đâu, Cavity Insert. Nhớ. Rồi, ở đây mình sẽ chọn ha, đây mình sẽ chọn đối tượng.
Rồi thì cái phần này các bạn làm nhiều hai bài trước tôi hướng dẫn ha. Ở đây tôi kích vô select all, tôi chọn rõ lẹ này. Đó, ở đây mình chỉ bỏ một cái thôi, bỏ cái tem một này ra thôi. Các bạn nhấn control và kích lại cho nó là bỏ nó ha. Đây advanced này, mình sổ phần advanced ra, nó có phần advanced đây nè. À thì ở đây cho phép các bạn đổi tên ha, name nè. Ví dụ tôi kích vào đây tôi đổi tên cavity mon này, tôi đổi tên rồi. Bây giờ thì các bạn kéo vào đây nè, cái phần đây nó sẽ có một cái phần name mon cầm bốn nành name á. Bây giờ đây tên mon cầm bốn nành, bây giờ nó sẽ đổi tên của mon cầm bốn nành lại cho các bạn. Bây giờ nè, đổi tên lại, ví dụ đây mình xóa này đi. Thì cái này ở bài vì những bài video trước tôi có hướng dẫn ha, cavity này đó, thì đây nè, ok. À ví dụ đây cavity này, ok ha, enter. À nó có tồn tại rồi. À, này thì là đổi tên comment name thôi, được chưa? Comment name ha. Rồi, thì cái phần đổi tên này thì những bài trước các bạn gặp rồi ha. Ví dụ đây nó trùng tên là nó không cho mình đổi à. Các bạn đổi bằng kia đây nè. Đổi tên để lúc mà nó đưa ra cái những cái chi tiết á, những cái tấm á ha, những cái bộ phận của tấm thì nó sẽ đổi tên lại, ví dụ cavity, colored gì đó thì nó đổi lại cho các bạn. Thấy chưa? Rồi. Rồi, ví dụ đây đổi thử ha. Thấy không? Đổi tên là mon cavity nè, ví dụ đây ha, đây kích vào đây các bạn đổi là mon core chẳng hạn ha. Dạ đây bây giờ tôi có thể đổi lại ha. Đây còn này các bạn đổi lại là ví dụ mon lớp chẳng hạn. Được chưa? Ok. Ví dụ này là những cái slide rồi, các bạn đổi lại insert ha, insert gì đó các bạn đổi lại, ví dụ đây nè. À, ok. À, kích vào đây, ví dụ đây tôi đổi lại. Ví dụ như là slider clip. Rồi, ok. Ha. À, đây là slider right. Khi nó trùng tên thì nó sẽ báo bạn ha. Ok. Dạ. Yeah. Rồi. Ha, ví dụ ở đây nó có một cái chế độ gọi là copy room á, ha, copy room đây nè. Thì nghe cho mấy bạn mở một cái file đơn vị á. À, ví dụ bạn tạo một cái file có một cái đơn vị sẵn á. Ví dụ mili, ambisize, mili gì đó thì bạn lấy vào đây, thảo vào đây ha. Bây giờ đây tôi định đơn vị cho nó luôn, copy room nè, từ cái mili kg section bạc VRT ha. Ok, được chưa? À đây cứ chọn hết ha, chọn hết rồi copy room nha, chọn hết. Rồi ok, open. À, nó kích vào đây nè, ok. Dạ, yeah, nghĩa đưa những tất cả những cái đơn vị này nè về thành gì? Nó có tạo ra nó sẽ copy from nè, mili kg section bạc ha, gọi là copy form. Common là cái tên phụ ở đây nè, common name là cái tên phụ ở đây ha. Rồi bạn ok. Dạ, yeah, cho nó tạo ra những cái phần đây. Đó bạn thấy bây giờ nó tạo ra các bạn ơi. Ok chưa? Rồi. À, đây, và bốn những cái tên bạn đặt hồi nãy nè, mon cavity, mon core, mon left, slider left, slider right. Để cho nó đặt ở đây hết cho bạn rồi. Ok. Rồi. Rồi bây giờ bạn thử bằng mở lên giống bài trước ha. Kích vô đây chọn cái gì? Open. Ha, à, đây tôi mở phần tấm lên. Đây, kiểm tra lại ha. Chờ đây, đây là tấm cavity nè. Ok chưa? Ha, à, tấm cavity. Thấy chưa? Rồi mở từ tấm core ha, open. Đây, thấy chưa? Phần được phần tấm core chỗ này. Thấy chưa? Tạo thành những cái chốt tỳ chỗ này ha, thấy không? Đây nó có phần chốt mà. Ha, à, thì cái này nó sẽ giật ra. Ok, giật ra ha. Đây, rồi đi phần đầu trên nè. Dạ, thì đây là một chi tiết khó ha, nhưng khó. Rồi, ví dụ như flush là cái này, open, cục insert nhỏ trên đây ha. Đây, tạo một cái cục insert trên đây chẳng hạn. Thấy chưa? Rồi. À, ví dụ hai cái left right này, này. À, cái bên đây, đó, bạn thấy không? Cái ép nhựa tạo phần này thì nó chỉ có giật ra đây, tạo ra. Thấy chưa? Left right. Kết chục. Kích chuột phải giữ chọn open, được chưa? Rồi rồi ở đây các bạn cũng có thể tạo cái sản phẩm á, tạo sản phẩm như một cách gì rig rig modeling đây nè, kích vào đây, được chưa? Ở đây các bạn chọn đặt tên giống bạn trước thôi, các bạn đặt tên ha, ví dụ như là cái shower này nha,
product. Đây, enter. À, mình chọn mặc định luôn, ok. Thì nó sẽ mô phỏng quá trình tạo thử ấy. Tạo thử cho bạn cái chi tiết nè, kéo đây. Open. Nha, nó tạo thử cho bạn cái chi tiết rồi, thấy không? À, khác với chi tiết ban đầu mình ha. Đây là chi tiết mà nó tạo ra, nó ép thử dạng như nó ép thử cho bạn coi trước biên dạng ha. Bây giờ còn cái chi tiết thực của mình hồi nãy là khác ha. Chi tiết thực của mình đây nè, à, nó có màu khác ha. Đây, bây giờ chi tiết thiệt của mình nó có màu khác, bạn để ý ha. Ok chưa? Đây, cái chiếc này nó ép thử nè. Ok không? Bây giờ, đây. Rồi. À, các bạn làm tương tự ha. Còn về phần waterline với runner thì mình sẽ nói về sau được chưa? Open modeling thì các bạn tạo tương tự, ví dụ define tab, define mu. Bây giờ ví dụ đây là các bạn tạo tấm này, ví dụ lấy hai cái này ra. Bây giờ ví dụ đây, ok. Bây giờ. Rồi. Cạnh này là cái thước ví dụ 50 chẳng hạn. Ha, ví dụ 20 thôi. 30 đi, cho 30 đi, enter. Rồi, define mu tiếp. Rồi, cục bên đây ha. Ok. Rồi, cũng cách lên đường này. Rồi, ngược lại, trừ 30 ha. Enter. Rồi. Lấy cục ở đèn đây ra trước nè. Ví dụ lấy cục trên đây ha. Rồi. Define mu qua. Lấy cục trên đây. Ok. Rồi, chọn lấy hướng lên. Hướng lên xuống rồi tùy đây ha. Ví dụ đây hướng lên. Hướng lên, ví dụ hướng lên là đoạn là 100 đi. Enter. Rồi. Define mu, ví dụ tấm trên. Bây giờ, ok. Ha. Lên đây. Bây giờ lấy lên thêm một đoạn là 50, à, 80 đi. Enter. Bây giờ. Rồi. Bây giờ để phải mũ này nó có thêm một cái sản phẩm nữa, thì bạn kích vào cái product đây nè. Bây giờ ok. Kích vào đường này. Rồi lấy lên một đoạn là 50 đi. Rồi. Đánh thử ha. Đây. À, tách ra đây cho các bạn. Bây giờ. Đây là các bạn có thể lấy thêm ra cũng được. Lấy thêm ra. Ví dụ như. Rồi ví dụ như chọn modify, chỉnh sửa lại nè. Step 1. Gì đó. Ha. Rồi. Rồi delete đây nè, có nhiều cái mu lắm ha. Hoặc là define mu này, có nhiều lắm ha. Rồi, đó ví dụ delete mu 1, delete mu mu mấy đó bằng delete. Thấy chưa? Đó. Nha, yeah. Define mu ví dụ chọn lại, ví dụ kích vào đây. Ok, 100. Rồi. Tương tự cục bên đây cũng vậy nè. À, chọn define mu trước ha. Rồi, kích vào đây. Ok. Kích vào đây, trừ 100. Rồi. Lấy cái cục phần ở trên đây thì phải mua là lấy cục trên đây ha, kích trực giữa. Kích vào đây. Lên 200. Ok. Rồi đi phải mua, chọn cái chi tiết. Rồi, trực giữa, cục kích vào đường này luôn. 100. Dạ. Yeah. Rồi. Ở đây mình chưa lấy cái tấm này ra nữa ha. Các bạn kích vào tấm này nữa nè, chưa có lấy nè. Ok, 150 chẳng hạn, 180 đi. Thôi lấy này 200 đi. Rồi. Rồi tôi cho cục này di chuyển lên xíu ha. Thì phải mu nè. Ok, kích vào đây. Nè, nó di chuyển ra tương đối vậy là ok ha. Ở đây nó còn hai cục chưa có thì bạn chọn lại tiếp, ví dụ đanh này. Rồi. Đây bạn thấy không? Nó mô phỏng quá trình banh ra cho các bạn. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ bạn kích open opening này. À, ví dụ đây tôi delete all đi. Tôi làm lại một cái cho bạn coi ha. Rồi, define tab, define mu. À, tôi chọn cục nhỏ bên đây. Ok. Làm lại ha. 100. Rồi, define mu tiếp. Cục nhỏ bên đây. Rồi, kích theo hướng này luôn. Trừ 100, ngược lại ha. Enter. Rồi. Ví dụ đây. Lấy cái tấm này, lấy nguyên cái cục này ra thôi ha. Lấy cái cục này ra. Giờ bạn phân rã ra cho các bạn coi thôi. Được chưa? Phân rã cho các bạn coi thôi ha. Ok, ví dụ đây tôi lấy luôn cái tấm này. Chọn luôn cục này, các bạn control ha. Control. Thấy chưa? À, define mu, define mu á, kích vào đây, kích vào đây. Ok. Rồi thì kích lên cái vị trí này. Tôi đưa nó lên một đoạn là 200. Enter.
thì file mô tiếp lấy chi tiết row đất này. Đấy chưa? Ok. Rồi chọn cái vị trí này, đưa lên vị trí là 100, enter. Rồi tôi đi file mô này tiếp nè. Đường này ha. Ok. Chọn vị trí đường hướng lên đường này đi. Đi file mô, kích vào đây ha. Ok. Rồi hồi nãy chọn nó rồi ha. Đây. Đấy thì bạn thấy cái này là phân rã ra này, phân rã ra. Đây à, thì trong chi tiết mình nó có ba phần này, cái cục này nó sẽ dính trong đây nè, người ta làm cục insert riêng á. Dạ. Rồi ví dụ đây là cái phần explode, mình coi thử ha. À mình này ồ. Đây à, đây nè, tôi phân rã chiếu thử phim cho bạn coi ha. Đây chưa? Rồi. Đây ví dụ để như vậy thì các bạn dễ nhìn hơn nè. Đây ha, tắt ra. Đấy, nha. Đây. Đó, đây là cách nó bung bung cái này ra ha. Thấy chưa? Đấy nó bung ra cho bạn coi thử ha. Ok. Rồi cục nhỏ nhỏ này các bạn muốn lấy ra cũng được, còn không thì thôi bạn khỏi lấy cũng được ha. Thấy chưa? Nó nhiều 300 nữa nè. Rồi, lên. Đấy nó lấy thêm cái cục này ra nữa. Ok nha. Nè. Đây ví dụ nè, bạn kích vào mode dim á, bạn kích vào đây bạn sửa cái thước lại, ví dụ đây đang là từ đây đây 300 đúng không? À đây bạn điều chỉnh cái thước lại này. Dạ, đành. Rồi bạn mở ra lại nè, đấy thấy chưa? Có nghĩa là kích vào mode dim á nó hiện lên, ví dụ tôi kích vào cái đối tượng này. Đây tôi tăng cái thước cho này lên là 250, thấy chưa? Cho phép các bạn điều chỉnh là về thằng này ha. Ok. Rồi. Hit lock thử nè. À, Aminio. Đây. Đó, mình cho bạn coi thử ha. Nè, hit lock. Đây sao các bạn thấy. Rồi, để đây thử cho bạn coi nè. Được chưa? Mô phỏng quá trình nó chạy khuôn thôi. Sao hết á. Rồi ok. Thì đây là toàn bộ về cái phần này tôi đã hướng dẫn các bạn test khuôn xong chi tiết này rồi ha. Đây. À, các bạn kích vào sale. Đây à, lên luôn. Rồi. Xong các bạn sale á. Đóng lại. Rồi, thì những bài sau hướng dẫn các bạn thiết kế về kinh dẫn ha. Ok.